đời sống miệt thứ, là ai, làm gì và ở đâu? Và hôm nay, miệt thứ thứ 11 sẽ cùng bạn đến thăm ao cá tra 1 năm tuổi trong vườn của chú Sáu Diệp ở ấp Thành Phụng Tây, xã Đông Hưng. Đây là mai, còn đây là xoài. Và chúng ta sẽ đi gặp chú Sáu Diệp. Hello chú. Mọi người, đây là chú Sáu Diệp. Chào bà con thứ 1 nha. À, chú ơi, cái này ở vườn này là mình đang trồng cái gì và đang nuôi gì chú ha? Chú trồng mai, rồi trồng xoài. Vừa trồng để mà mình nuôi vậy mà. Dạ. Nuôi cá. Cá gì chú ha? Cá thì chú nuôi cá tra với cá chê, cá rô. Nuôi dạ. Để ăn, để cho biếu à, chứ không có phải là kinh doanh. Vâng. Đây là cái ao mình nuôi cá phải không chú? Ờ, ở đây con thấy có mấy cái khu vực khác nhau. Ở đây là cá gì chú? Cá này cá rô. Cá rô. Cá rô ăn mồi ngầm, thấy đâu. Dạ. Còn cá chê với cá tra, đây là chú Sáu cho ăn, thích ăn là sạch đó. Dạ. Cho ăn mà toàn bộ là bánh bông lan, bánh mì. Bánh bông lan, bánh mì. Còn đây thức ăn phải không chú? Cốm. Đây là cốm hả? Đây là mình cho cá gì ăn? Cá tra, cá nào nó cũng ăn, nó cũng mê hết trơn. Vậy hả? Để con quăng thử xem nó ăn không nha. Lần đầu tiên con thấy là nuôi cá mà cho ăn cốm luôn á. Cốm này mềm lắm, ăn nó ăn màu lớn lắm. Cái này là có ai chỉ cho chú không hay là chú tự nghĩ ra? Bởi vì cái này cháu nhà chú đó có máy, có xe chở đó. Dạ. Xe chở cái đầu cái mà này tao muốn mình chở về. Trả lại nè, mình trả. Trả lại cái mình lấy người ta bỏ đó, mình lấy mình cho cá ăn. Chưa thấy nó ăn. Đúng rồi, wow. Nó ăn nhiều không chú hả? Ăn không đủ cho nó ăn đâu. Bây giờ nó bị nó ăn hơi no, nó tản lạc ra chứ còn nó gom lại. Dạ. Nó ăn dữ lắm, ăn trắng nước. Dạ. Chú nuôi bao nhiêu con cá tra trong cái khu vực này ạ? À? Chú nuôi khu vực này chắc 500 năm rồi á, hơn giáp năm rồi đó. Dạ. À, giống là mình mua ở đâu hả chú? Giống là chú mua dưới sông, mấy cái ghe nó bán dưới sông đó. Dạ. Giống thì một con mình mua theo con hay mua theo một con bao nhiêu tiền chú? Một con hình như là có nó bán 200 mấy. 200 mấy chục đồng hả chú? Hay là 2000 mấy? 700 đồng một con hay gì đó. À 700 đồng một con. 1000 đồng đó. 1000 đồng. Còn bây giờ nếu mà con cá tra này mình bán thì ký chú có bà con ta chia quá chú bán 1 ký 30 đồng. Ký 30.000. 30.000 cho ta. Ký 30.000. Như vậy là bây giờ mà muốn mua cá tra mà chú nuôi là đến đâu ta? Ở đây là ấp Thành Phụng Tây, xã Đông Hưng. Mà đi được cầu Kinh Hàng phải không? Đi cầu Kinh Hàng. Dạ. Để chú câu một con tặng cho con về, biếu về cho bà con ăn ha. Dạ, đây, miệt thứ này có đồ ăn. Cảm ơn chú nhiều và bây giờ chúng ta sẽ câu cá tra nha các bạn. Tức là bây giờ là hên xui phải không chú? Wow, ủa sao nhanh vậy? Nhanh quá. Rồi. Xui rồi, con cá tra bự quá. Chút xíu nữa mới cho nữa được. Dạ. Nó dạt hết rồi. Như vậy là mình câu mà mình giật lên mình nó biến mất là coi như là mình không câu được nữa. Câu một chút nữa cho nó quen lại mới được. Quát lưỡi. Dạ. Quát lưỡi. Đây là con cá bự lắm luôn á. Lưỡi cho. Lưỡi nó đứng như lắm ha. Cái này mới mua nè, cũng ngon. Trung bình một con cá tra ở đây chú nuôi là thu hoạch bây giờ là khoảng bao nhiêu ký chú? 3 ký. 3 ký. Con cá vừa nãy ra khoảng 3 ký. Dạ. 3 ký 28. Còn cái khu vực này là mình nuôi cá gì hả chú ha? Cá chê lai. Cá chê lai. Mới bán hổm rồi. Dạ. Mới bắt á. Bắt hổm cho cũng thấp xíu à. Dạ. Cái vườn mình là rộng bao nhiêu hả chú ha? Hai công tầm lớn. Dạ. Xoài này sẽ bao lâu nữa mới có trái ta? À. Giống này là giống gì hả chú? Không biết giống gì luôn hả? À xoài cát hả? Thank you.
Ủa cái mồi mình làm mồi chú câu lấy cái mồi con cặn. Dạ mồi con cặn nhưng mà cái này như con, là mực hả? Con mực. Tiếc quá con cá này to quá trời luôn. Dạ. Như vậy là mình con đó là nuôi được một năm hả chú? Thằng kia quá trời luôn, con thấy nó bơi quá trời luôn kìa. Chú ơi đằng này nè, chú ơi đằng này nó lên quá trời luôn nè. Mà chú ơi cái vườn này là con thấy là không có người xem. Thì như vậy có sợ bị mất cấp không ta? Dạ. Nhưng mà bao dây chuyền này người ta cũng dễ vô lắm chú ạ. Dạ. Khu vực này an ninh không chú? An ninh lắm hả chú? Rồi đã có bông. Đó là chỗ lặn này tôi sẽ ăn ở đây. Đó là chỗ lặn này. Phòng tay rồi nè. Bỏ xúc phòng phòng tay hả? Thôi, cái dao rồi không thôi. Cái dao mà không ăn. Đâu phải cái nghiệp này. Mời làm tiếp. Mai này là mình trồng được bao lâu rồi hả chú hả? Dạ. Rồi chú định mai này là bán hả? Trồng chơi thôi hả? Không bán gì luôn hả? Rồi con nghĩ là mình phải nghỉ ngơi vài chục phút rồi chú ơi. Chứ bây giờ là con thấy là tình hình là chua là khó rồi đó, mình thứ hôm nay xui quá được cho mà chưa được ăn. Con về ngoài rồi chú về. Thôi con đi, con quay con phải chứng kiến cảnh chú câu dính chứ, nó mới hấp dẫn chứ. Chú cứ yên tâm, con sẽ ở lại với chú để con lấy được con cá. Đây có xoài một năm hả chú? Một năm trồng bây giờ ra trái rồi. Mình kéo được bao nhiêu ký chú? Kéo bữa đó cũng mấy chục ký mà dính không nhiều, có dính có mấy con hai ba ký đó đâu, mấy chục con gì đó. Dạ. Đấy dính. Rồi dính cho chú sức nữa nhé. Wow. Ấy ấy ấy. Trời ơi, nó nhạy như vậy hay là quá thằng câu quá cái lưỡi là đúng rồi. Cái này là mình bị quá cái lưỡi phong chú. Dạ. Con nghĩ chắc hơn đó. Cuối cùng miệt thứ đã có ăn. Cảm ơn chú. Bây giờ mình về mình làm gì ăn chú hả? Về con làm cái sạch đó nghe. Dạ. Làm cái sạch, làm cái xôi á. Dạ. Con làm cái nồi mắm lạc lạc á. Dạ. Dạ. Ông ăn mắm được á, con muốn làm cái lẩu chua á. Lẩu chua hả chú? Chua con mẻ. Dạ. Chua con mẻ cái con làm cái chua đó nha. Dạ. Nó khỏe thiệt chú ạ. Hello cưng. Hello, cưng nhiêu tuổi rồi? Con cưng mới, em mới một tuổi à Miệt Thứ ơi. Em tên là Cha, em năm nay 1 tuổi.
Rồi, con cảm ơn chú. Hello cô, hôm nay đi quay cho miệt thứ 11 và được tặng một con cá cha. Dạ. Dạ.